Xin chào các bác, hôm nay tôi giới thiệu đến các bác cái sản phẩm mới nhất của Mộc Hương Xốp. Thì đây là các bác đang nhìn thấy là trên màn hình chúng ta có 3 loại. Đố các bác đây là gỗ gì? À, rất là giống bách xanh đúng không các bác? Nhưng mà không phải bách xanh đâu. Đây là Nu Ngọc Am Hà Giang các bác nhá. Nu Ngọc Am. Nu thì nó gần như là giống nhau nhưng mà hương thơm của nó khác nhau và chất gỗ của nó khác nhau các bác nhá. Nhìn thoạt qua thì rất giống Nu Bách Xanh nhưng mà đây là, thưa các bác, đây là Nu Ngọc Am Hà Giang, hàng siêu hiếm. Trước tôi có 2 sợi nhưng mà tôi bán rồi, nhưng mà bây giờ có cái Nu mới này, nhập được cái Nu gỗ mới, làm ra được cái lô vòng mới này thì đây giới thiệu các bác là Nu Ngọc Am Hà Giang. Thơm cực kỳ mạnh, thơm ngang với thằng Hoàng Đàn các bạn. Thơm ngang với thằng Hoàng Đàn. Mùi của nó cực kỳ đã. Đưa lên mũi, để đây thôi mà ngửi thấy hương thơm nó tỏa ra khắp phòng rồi. Quạt nó, quạt nó đưa tinh dầu Ngọc Am đi. Đây là có 3 kích thước rồi, nên tôi chỉ làm 3 kích thước, 14, 16 và 18. Đấy, 14 đây, 14 đây, 5 vòng, 16 đây 5 vòng, 18 đây 5 vòng. Làm được mỗi loại chục vòng nhưng mà nựa ra thì được có mỗi loại 5 vòng đẹp thôi. Đó, 18 ly. Các bạn nào mà thích sưu tập cái vòng Ngọc Am này thì không thể nào mà bỏ qua được. Hương thơm của nó cực kỳ là dễ chịu. Các bác chỉ cần ngửi một lần thôi là các bác nhớ suốt đời luôn. Thằng Ngọc Am này cực kỳ là dễ chịu, thư thái đầu óc. Nó còn thơm hơn cả thằng Huyết Long, thằng xưa, thằng bách xanh còn thua xa thằng này. Nó thơm mạnh lắm, nó thơm gần như ngang với thằng Hoàng Đàn đấy. Đó, thằng Huyết Long, thằng Bách Xanh, thằng mùa có mùi thơm nữa ta, thằng xưa, làm sao mà sánh kịp với thằng Nu Ngọc Am này được. Các bác, sắp tới tôi sẽ cố gắng làm thêm cái hàng Ngọc Am bình thường, hàng bình thường nữa thì giá nó sẽ hợp lý, thì để cho các bác nhiều sự lựa chọn. Cái mùi thơm của cái thằng Ngọc Am này nó cực kỳ là tốt cho sức khỏe và rất là dễ chịu đi ngủ này, giảm căng thẳng mệt mỏi này, trừ tà này. Nó nhiều tác dụng về an thần, về lưu thông khí huyết, rồi thì điều hòa huyết áp. Nói chung là những cái loại gỗ thơm này nó rất là nhiều tác dụng các bác, rất là nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Thì tại sao mình không dùng những cái loại gỗ tự nhiên, gỗ thơm? Hàng này là hàng để nguyên mộc các bác nhá. Bên tôi không có đánh bóng một cái gì hết, chỉ có đánh giấy giáp đi, đánh giấy giáp mịn nó được như này này. Toàn tinh dầu nó đánh nó thôi, không có một cái gì hết, toàn tinh dầu nó đánh nó nhá. Đánh giáp tự nhiên, mộc 100%, hương thơm bền vĩnh viễn. Cái này chỉ cần đeo lên tay, mệt mỏi căng thẳng hít một hơi thôi là nó đã bay hết mệt mỏi căng thẳng rồi. Về nhà là chỉ cần bỏ ra uống tách trà, ngửi một cái vòng sợi, vòng gỗ Huyết Long, vòng gỗ Nu Ngọc Am Hà Giang này thì tuyệt vời, không còn gì hơn nữa. Đây là sợi 18 ly 13 hạt, cho bác làm tay to, người có tầm 70-80 cân đeo. Đây là cỡ 16 ly thì cầm tầm cỡ 65-70 cân đeo. Đây các bác nhìn những cái bông nu của nó gần như là kín. Chọn hàng này, hàng tôi chọn các bác nhé, được hơn chục vòng thì chọn ra được có mỗi loại 5 vòng thôi các bác nha. Các bác có thể kích vào bên dưới đường cái phần mô tả này để xem báo giá. Về xem báo giá, bên tôi sẽ báo giá tất cả toàn bộ ở trên website, đường link ấy. Các bác kích vào đấy các bác đặt hàng, hoặc là các bác kích vào đấy xem giá xong các bác gọi điện đặt hàng, là bên tôi sẽ chốt đơn hàng cho bác gửi về tận nơi, miễn phí ship, được kiểm tra hàng trước khi mới thanh toán tiền. Các bác yên tâm, hàng chuẩn như hình. Trước khi gửi tôi sẽ, nếu các bác có Zalo yêu cầu gửi Zalo qua hình ảnh, tôi sẽ gửi trực tiếp cái sản phẩm mà bên tôi chọn cho các bác, và gửi hình ảnh cũng như quay một đoạn clip ngắn cho các bác xem.
Ok các bác, ok bên tôi mới thanh gửi gửi hàng và các bác nhận được hàng mới thanh toán tiền nha các bác nha. Nên là cái vấn đề mà bán hàng qua mạng này chủ yếu là bán niềm tin là chủ yếu, chất lượng, niềm tin. Khi mà các bác đã mua hàng rồi, đã biết đến Mộc Hương Shop rồi mà đã tin tưởng đặt hàng rồi thì chúng tôi phải chọn những cái vòng mà tốt nhất, ưng ý nhất. Bên shop ưng ý thì các bác gửi đi các bác mới ưng ý được. Và bán không chỉ một lần, bán không chỉ cho các bác dùng đâu, mà tôi bán cho các bác này, bán cho người nhà các bác. Ví dụ các bác mua cái vòng này, người nhà các bác thấy thích, thấy đẹp, thấy ưng ý, cái mùi thơm dễ chịu là người nhà các bác đặt mua, chứ không phải chỉ bán mỗi mình các bác là xong đâu. Nên là bên tôi là chú trọng cái khoản khoản hậu về sau ấy, hậu mãi cùng rồi thì những cái người nhà, người thân, anh em, bạn bè giới thiệu, chứ không phải là bán mỗi một lần đâu các bác nhé. Nên là các bác đừng có suy nghĩ những cái vấn đề đấy. Nó bên tôi là bao giờ cũng chất lượng này, chất lượng và những cái cam kết hậu mãi về sau, giảm giá cũng như là mua hàng lần hai rồi thì thay dây, thay hạt, thay dây. Dây thì bên tôi sẽ cho các bác dây dự phòng đầy đủ, hộp đựng, thẻ bảo hành, thẻ quà tặng, khuyến mãi, mua hàng lần hai giảm giá. Đó là những cái ưu đãi của bên tôi hiện tại đang có. Thì các bác có thể liên hệ trực tiếp hoặc kích vào cái đường link bên dưới đây để xem giá, tham khảo giá cũng như là từng mẫu, từng cái size kích thước vòng này để từng biết từng giá của nó. Rồi, xin chào các bác nhá. Clip ở đây thì cũng cũng chưa được dài lắm, mới được có 6 phút thôi. Thì bên tôi nói qua một chút là bên tôi vận chuyển miễn phí ship này, ship toàn quốc, được kiểm tra hàng. Ví dụ các bác ở nước ngoài mà muốn đặt mua hàng ấy của một công shop ấy thì cách thứ nhất là nên nhờ người nhà, có người nhà Việt Nam là nên nhờ người nhà địa chỉ, tên, số điện thoại nhận hộ, gửi tiền về cho người nhà để trả. Còn cách thứ hai nếu mà không có bắt buộc phải gửi sang bên nước ngoài thì bên tôi vẫn gửi đi được, vì hàng ngày hàng tháng tôi vẫn gửi đi sang nước ngoài như thường. Thì khoảng 1 tuần cho đến 2 tuần tùy theo các bác muốn nhanh hay chậm là sẽ nhận được hàng ở bên nước ngoài như Mỹ này, Canada này, Đài Loan này, rồi thì Hàn Quốc này, Nhật này, đấy những cái nước Úc này, Đức này, đấy gần như là bưu điện ở bên Việt Nam này gửi đi khắp thế giới được. Cho nên là cái vấn đề mà giao hàng cũng như là nhận tiền bên nước ngoài thì nó hơi phức tạp, các bác phải chuyển tiền về thì bên tôi mới gửi hàng đi được, chứ nó lại không thanh toán như ở Việt Nam các bạn. Các bác thông cảm với vấn đề đấy nhá, là cái bưu điện bên nước ngoài ấy, nó sẽ không không giao hàng rồi nó không thu tiền đâu, mà là các bác phải chuyển tiền về, nó chỉ giao hàng thôi cho các bác thôi, chứ nó không giao hàng thu tiền như ở Việt Nam được. Cho nên là các bác hết sức thông cảm, anh em chị em ở nước ngoài Việt Kiều ấy, thì nếu muốn mua hàng thì tốt nhất là nhờ người thân mua, hoặc là không thì chuyển tiền về qua địa chỉ hoặc là số điện thoại. Rồi, xin chào các bác, cảm ơn các bác nha. Tôi có điện thoại.